Hôm nay còn clip này nữa cũng hoàn thành xong đất của chú Tám này. Sáng lội lên thấy clip qua làm thấy không có sạc, thấy cũng mừng quá. Clip này làm chắc cũng lâu, clip này nó bự rồi. Tới đoạn xe mình đang đậu đây thì nó hơi to rồi. Làm cái clip giữa đó thì nó nhỏ, nhỏ thì làm nó cũng lẹ. Clip giữa đó mình làm tính ra cũng không có nhiều tiếng. Trưa hôm qua thì mình cũng có anh cũng ở, chắc mình chuyển phà chắc tầm khoảng có 4 tiếng. Tại kinh nó nhỏ nè. Anh cũng có chỗ đất này, trưa hôm qua mình cũng có đi coi đất á. Cũng có được miếng rồi. Xong đây cái mình hứa ảnh, ảnh cũng gấp. Rồi hứa ảnh bữa nay bỏ, ngày mai á. Mai là mình tới đất. Sáng này cũng tranh thủ làm sớm cho kịp. Thì chiều cái mình thay nhớt con động cơ nữa. Có đoạn trên đây qua lấy hơi sâu không biết nó sạc không. Tại trên đây clip nó nhỏ mà cái mương nó cũng hẹp nhỏ nữa. Được rồi, may mắn tính rồi đây đầu luôn rồi chứ. Sao mà vắng bóng mà chiều mới ra chú Tám? Hôm qua cho Phật cảm thấy hơi mệt. Dạ. Với lên thì thôi không có theo mà nó thấy mày làm thấy cũng ngon. Dạ dạ dạ. Thấy được rồi thôi. Không có đi thèm coi nữa. Dạ dạ. Giao cho mày làm thấy ngon rồi, không dạ. Thèm coi luôn. Dạ. Rồi chú Tám, rồi mình trồng này tới 5 năm mới có trái rồi, trong khi đó kinh tế mình nguồn thu mình là ở đâu? Thu thì bây giờ nó vô còn cam. Chú còn đất cam đó hả? Cam 4-5 ngàn cây cam mà. Dạ vậy hả? Đang làm bông năm nay. Dạ dạ dạ. Bây giờ nó không có giá đi, nó vụ 7-8 ngàn thì 6-7 ngàn cũng có nhai nhấp nhấp lên được mà. Vậy đó. Dạ dạ. Cam với đu đủ. À dạ. Chứ đâu phải mà làm cái này 4-5 năm cái là chết à? Chết à, cái này không có nguồn thu 4-5 năm nhất. 4-5 năm là ốm à? Ừ, ốm ha. Ốm. Dạ. Rồi 4-5 năm đó rồi cái mình đầu tư ra nhiều không chú anh? Mình thì bây giờ đầu tiên thì mình chưa có hiểu, chưa có gành cái vụ mà bây giờ mình xuất ra bằng bao nhiêu. Nhưng mà có thằng nó nói 5 triệu. Nếu mà 4-5 nó là phải 5 triệu một gốc á. Dạ, 5 triệu một gốc ha. Nhưng mà hỏi cái thằng kế đây thì nó nói độ nếu 5 triệu nó bao. Nó bao lớn, nó vụ vậy tới lấy trái là nó lấy 5 triệu nó bao là cây lớn. Dạ. Nó không có vụ đó. Không có ha. Còn mấy thằng Phong Điền nó phải 5 triệu một gốc. À. Nhưng mà thằng này nó bây giờ ta năm nay ta lấy trái rồi nhưng mà nó nói là không có. Nó dám lãnh là 5 triệu. À. 5 triệu là gốc đủ 3 tay hết. Dạ. 4 năm. Dạ, trong 4 năm là nó chi phí 5 triệu gốc. Nhưng nó lãnh. Dạ dạ. Thằng này nó trồng rồi nó bắt đầu năm nay nó thu hoạch nhưng mà nó nếu 5 triệu để nó lãnh. Dạ. Nó bao là phải 3 tay. Dạ, rồi như vậy là ông đó là kỹ sư hay gì hay là chủ đất ở đây? Chủ đất ở đây cũng như là quen biết với chú. Dạ dạ dạ. Nó vậy đó. À, xuống tới cái này thì clip nó bự rồi. Bự rồi mình lấy cái lớp mặt lên nó cũng thoải mái. Rộng rãi rồi, cái lớp màu mình đem lên nó nhiều quá. Chú Tám vậy tính là kinh tế chú cũng vững rồi. Nông dân phấn đấu làm cả đời mà. Cũng 60 rồi, 60 rồi cũng chưa nghỉ hưu nữa. Như cha mẹ mình ở nhà thì cũng gần 70 rồi. 70 cũng lội ra đồng đục đùng. Rồi mà mình thấy lớn tuổi vậy chứ mình ra đồng nó khỏe. Còn nằm ở nhà không thì nó cũng mệt mỏi mình lắm. Làm thấy chú Tám dễ chịu rồi. Bởi xã hội nó có lực bù trừ ha. Mấy hôm trước thì vô còn đất khó không. Đất làm này làm thấy căng dây thần kinh luôn á. Còn đất này thấy chú Tám thoải mái rồi mình làm cũng dễ. Thà thoải mái vậy chứ mình chạy té thêm nửa ngày mình cũng vui nữa.
vào nó nhiệt tình rồi thấy nó vui mình phấn khởi. Làm kỹ cho chú từng cái cây luôn, cây nhỏ nhỏ làm đem xuống mình, một là mình chôn, hai là mình quăng xuống mương hết. Mương bên đây nó hơi sâu quá sâu. Nhà chú Tám thì chú đất này bên đây là chú mướn người ta. Mướn người ta thì chú cũng thiệt tình, chú nói mày múc nửa mương thôi mày. Mương đất của người ta đó. Thì mình cũng thiệt tình thì mình cũng chọt nửa mương. Mà bùn nó cũng trả về hết à. Bên bển nó cũng lỡ qua. Mà mương sâu quá mà bây giờ mình lấy sát mé bên trái mình thì nó sạt hết cái clip này luôn. Có giải thích cho chú, nói chú ơi lỡ lấy nó qua vậy đó rồi xình nó chảy xuống, mà chú giải thích với lại ông chú đất bên bển á, giải thích thì xình nó chảy qua chứ nó đâu có lấy sắc mé đâu, mà thiệt mình không có lấy sắc mé. Đây không dưới thì mình làm tầm khoảng tiếng rưỡi nữa là xong. Chỗ qua cây mưa này đi rồi làm luôn.
hôm bữa mà phải tám mà lấy độ cao khoảng 4 tấc, chắc mưa này chắc sạt hết luôn. Sáng tính dự tính mình làm cái gì cũng vậy, mình suy nghĩ xa lắm, thủ nguyên cái đường đó là ngày nay là rồi luôn á, cả ngày lên rồi sớm được thì nó cũng vui. Vui thì mình cũng có, mình đỡ được cái phần mình chạy á, rồi nhiên liệu mình ra không ít nữa, chứ cũng thủ hết rồi, chạy tới chiều cũng chịu mà. Mình thấy chú Tám vui vẻ là mình chạy vừa ý thôi à. Chỗ này còn mô nữa, nhưng mà mô này để mai mình làm sao ấy. Đầu cái thế này thì mình xả nhớt cho nó dễ nè, nó cũng khô ráo. Mình cái dắt bên đây nó không có được thẳng, làm theo cái bờ cũ, nó chỗ ẩn chỗ bự chỗ nhỏ, chỗ đẳng nó ẩn hót vô quá, nếu mình dớt vô luôn thì chỗ này thì nó nhỏ nữa thì nó mất cái mặt clip á. Cho động cơ nó nguội nguội một chút. Chiều nay mình rồi sớm cũng có cái nhiều cái thời gian để mình thay nhớt. Đó chú Tám mướn người ta đào cái mô cho nó tròn lại, chuẩn bị vô cái mùa trồng rồi. Nguyên 3 clip này chỉ sạc được lo dây bên clip bảnh thôi, mà chú Tám cũng kiên cố rồi hết rồi. Thank you.
nhất này trên bộ phân phối nó chảy ra. Xin công tắc đó, mình thay đợt dịch bệnh Covid-19 tới giờ, hai mấy năm. À, mở cái hầm lấy cái thùng nhớt. Cái này nhớt 40 à. Hôm bữa xài 50 không à. À, về đây cái nhà nước này người ta không có bán 50, bán 40 không. À, ngày sản xuất ngày ngày 1 tháng tháng 2 năm 2024. Gì mới đây hết à. Này có dịch mới đóng im quá. Mỗi lần mình thay nhớt đều thay cái lượt á, lượt nhớt thì lượt dầu. Có lúc mà mình quay này nó cũng khi có thay khi không, nghĩa là mình cắt bỏ những cái đoạn đó, phải quay nhiều quá nó cũng nhàm chán. Còn hơi nóng quá trời nóng. Dầu nó đang bồn dầu nó đang hụt á. Mình bơm dầu trước xong rồi chút mình châm dầu sau. Châm đầy quá bơm nặng. Nó nặng cái tay bơm nè, châm nhờ dầu nhiều quá hết nặng.